Sư xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người có buổi chiều vui. Cái đoạn hát vừa rồi thì nó ở trong cái ca cảnh là tâm sự một nhà sư. Trước kia thì đầu tiên là diễn chèo nhiều, rồi sau đó là bị chuyển sang cải lương. Thì tất cả mọi người biết được cái câu chuyện tâm sự một nhà sư thì nó là một cái câu chuyện có thật. Nó là một cái câu chuyện có thật, nó đi qua cái cuộc đời của sư, đúng không? Thì sư đã chia sẻ cho mọi người rất là kỹ. Sư cũng đã có những thời gian 2 giờ đêm, sư lên sư tâm sự ở trên Facebook. Sư chia sẻ ở trên Facebook, sau đó là sư tải cái video sư đưa lên trên YouTube thì cũng tất cả mọi người cũng biết được. Tất cả những cái câu chuyện nó có thật, nó đi qua trong cái cuộc đời của sư. Thì sư mới chia sẻ cho tất cả mọi lần là có những khi thì sư nói là nếu như mà cái việc làm của sư thì nếu mà đúng ra thì còn có thể là được tuyên dương, đúng không mọi người? Còn có thể là được tuyên dương rồi khen ngợi, nhưng mà đây thì người ta không như vậy. Mọi người, người ta không như vậy thì người ta nhầm một cái sơ hở của mình, thì người ta sẽ chủ dập mình. Chủ yếu là cái lúc đó là người ta cướp cái chùa, trốn gọi là trốn tổ. Khi mà cái người sư phụ mà nuôi ra sư ở đó thì người sư phụ qua đời rồi, thì sư có trông nom và cho đệ tử ở đó. Nhưng mà người ta nhân một cái cơ hội đó thì người ta đã cướp. Thì cái chuyện đó tất cả mọi người biết rồi. Thì khi ở trên mạng thì cũng có những người comment với hỏi là thầy ơi, vậy thì thầy cho biết là câu chuyện tiếp theo ấy, thì bây giờ hai cháu Bình và An thì bây giờ như thế nào rồi, thì thầy có thể thầy cho chúng con biết tiếp được không? Nhưng mà nếu như sư thì sư đọc cái comment đó ở trên mạng ấy, nhưng mà sư cũng không thể có cái thời gian mà sư viết, sư trả lời cái comment của cái người đó được. Và sư cũng không thể có cái điện thoại để sư chia sẻ được. Thì nhân hôm nay ấy, thì sư cũng chia sẻ cho tất cả mọi người. Rồi nếu như cái người đó mà xem được thì người đó cũng sẽ biết được hơn. Tức là khi mà hai cái tên Bình và An lúc trước ấy, là sư đặt đấy, sư đặt cho hai đứa trẻ là Bình và An. Nhưng mà vì sao mà khi cái người cha, người mẹ của hai đứa trẻ đưa hai đứa trẻ đi thì sau này thì cũng có những người, tức là cái thông tin của người nhà thì cũng không, nó không rõ ràng. Tức là khi có người thì nói là ở Đồng Nai, khi có người nói thì ở Vũng Tàu. Đấy. Thì hai Bình, hai cháu Bình và An thì chính thức là được bố mẹ đặt tên lại là Long và Tốn. Đấy. Thì hai tên của hai đứa trẻ Bình và An không như lúc trước mà được bố mẹ đặt lại là Long và Tốn. Thì khi mà hai cháu sinh năm từ 2005 đến giờ, năm đó sư nhớ là năm Rậu, thì tới nay cũng tới 17, 18 tuổi, đúng không mọi người? Thì sư cũng chỉ biết được là khi mà có cái ngày gì của cái gia đình của cái người đó ở bên Nam Định ấy, thì cả gia đình cũng về, cả gia đình cũng về. Cũng có một thời gian là tất cả những cái người ở bên Hanh Cù Vũ Quý ấy, người ta cứ nói là, người ta cứ tung tin ra, người ta nói là cái ổng kia là ổng vẫn đi tu, chứ ổng đâu có vợ, ổng đâu có con gì đâu. Người ta cứ tung ra đó. Thế là sau một thời gian khi mà có cái việc ở gia đình thì cái ổng đó về, ổng đó đưa vợ con về, thì tất cả những cái người ở bên Vũ Quý sang, đấy, ở bên Vũ Quý sang bắt đầu với chứng minh rõ ràng. Lúc đó thì những cái người đó thì với bẽ mặt, tất cả những người đó với bẽ mặt, trời ơi, vậy thì tất cả những cái sự việc đó nó là một cái sự thật.
Thì sau đó thì nhớ lại, sư mới nhớ lại những cái thời gian ngày xưa thì nó cũng rất là cơ cực. Sư nhớ là xưa lúc bấy giờ còn cái người xe ôm người ta chở sư về, người ta chở sư về thì coi như là cái cô đó, cô ấy tên là cô Hoa, khi mà về rồi nhưng cô ấy còn cố tình, cô ấy còn còn móc qua cái, bởi vì là lúc đó là sư nhớ là sư đội cái mũ bảo hiểm có cái hàm mà nó rộng ra mãi ngoài đó, thì cô ấy móc cái tay và cô còn cào xoát mặt của sư ra. Sư nhớ cào xoát từ trên này xuống đây, sư vẫn còn nhớ những cái thời gian rất là đau khổ. Và lúc đó thì sư nhớ rằng là đúng là người ta nói là số ít mà thắng số nhiều đấy, tức là cái người người ta bênh vực sư thì rất là nhiều, rất là nhiều, nhưng mà người ta hiền lành, người ta không dám nói gì hết, nhưng mà nó chỉ có cái mấy người thôi, nhưng mà họ gọi là người ta nói càng, người ta nói như nọ như kia, cho đó là tất cả mọi người là phải bỏ chạy hết mọi người. Thì sau đó thì cũng còn bỏ chạy hết rồi thì cũng còn mình sư thôi, thì cuối cùng là sư cũng bỏ chạy nốt mọi người. Do đó thì cái thời gian đó thì nếu mà chia sẻ thì nó rất là nhiều những cái sự đau khổ nhiều lắm, nhưng mà thôi bây giờ thì sư cũng nói lại một tí chút để cho mọi người hiểu được. Chủ yếu là sư nói đây là sư đưa lên trên YouTube để trả lời cho những người xem ở trên đó, còn đâu mọi người lên Facebook thì chắc là cũng gọi là cũng đã biết là qua rồi. Nhưng mà thôi thì tất cả những sự việc trong cuộc đời thì sư cũng chia sẻ, sư cũng nói cho mọi người biết là thôi thì mình cũng nhiều khi sư nghĩ mình cũng cứ chịu khổ đi một tí chút đi, mình chịu khổ đi một tí chút, nhưng mà đây có thể là cái ý của bề trên sắp đặt, đúng không mọi người? Ý của bề trên sắp đặt thì phải mình phải chịu như thế này thì tất cả mọi người ở trên xã hội mới biết được, mới biết được. Chứ còn nếu như mà mình không chịu như thế này thì tất cả nó đều là một cái nó như là một cái dòng sông phẳng lặng, đúng không mọi người? Cái dòng sông phẳng lặng, không có một cái gì là một cái lay động, không có cái gì là một cái gợn sóng, đúng không? Thì không ai biết được tất cả những cái chuyện của cái thời mạt pháp này đấy, bởi vì nói là cái thời mạt pháp này thì người tu thì thật lòng thì rất là ít, đúng không mọi người? Rất là ít, còn đâu thì chỉ là gọi là tập tu thôi. Tập tu thì gọi là mình cũng ăn hiền ở lành rồi mình giúp người giúp đời, chứ cần nói là bảo mình tu để mình thành, mình tu để mình chứng được thì cái đó là một cái rất là hiếm, đúng không mọi người? Rất là hiếm. Thì sư cũng chia sẻ cho mọi người thì nói chung là qua tất cả những cái sự việc thăng trầm thì tất cả mọi người cũng không còn lạ gì, đúng không? Không còn lạ gì. Thì nhiều khi thì sư về bây giờ thì sư cũng chia sẻ cho mọi người thì người mẹ của sư cũng như là tất cả những người cháu chắc cái thì cũng cứ động viên là thôi thì nó chưa có cái nhân duyên thì cứ hãng tạm thời cứ ở nhà đi đã. Rồi nếu như mà nó có cái nhân duyên mà cần thiết thì đi, mà không cần thiết thì cũng không cần, cũng không cần, bởi vì là mình cũng gắn bó được 36 năm rồi, mình gắn bó được 36 năm ở cái nơi thiền môn thì mình làm được những cái gì thì tất cả rồi, người ta cũng biết cho mình rồi. Nếu như mà mình làm kinh tế ở cái chốn thiền môn thì cũng không giấu được, không giấu được, đúng không mọi người? Còn đâu mình làm được cái gì thì ai cũng biết rồi, cái tâm của mình như thế nào ai cũng biết rồi. Nói chung là những người nhà thì nói là cái số của thầy thì nó cũng vất vả, nó cũng nói chung là nó cũng rất là khó hiểu. Rồi có nghĩa là cũng như là mình, cái số phận của mình đi đâu thì cũng như là mình, cũng như là mình dọ quán cho người ta bán hàng, đúng không mọi người?
đi đâu thì cũng như là mình dọn quán cho người ta bán hàng đúng không? Rồi lại vất vả, rồi lại từ chỗ nọ lại trở về chỗ kia, rồi cuối cùng rồi à, kết quả thì nó cũng là như vậy thôi, đúng không mọi người? Thì nhiều khi thì nói chung là sư thì sư cũng chia sẻ cho tất cả mọi người là sư nói là sư cũng ngộ được. Sư cũng ngộ được, chứ nếu như mà sư không ngộ được thì chắc là sư cũng rất là buồn, đúng không mọi người? Buồn lắm chứ. Bởi vì nói chung là thứ nhất là một cái tiếng tăm là một. Thứ hai nữa là gọi là cái ra đi với hai bàn tay trắng, đúng không mọi người? Hai bàn tay trắng. Nhưng mà bởi vì một cái sự ngộ nhận cũng đã giúp cho sư nói chung là cũng rất là cảm thấy nó rất là thanh thản. Thì sư mới chia sẻ cho tất cả mọi người, sư nói là sư không hề nuối tiếc, không hề nuối tiếc cái chỗ ô mễ một tí nào. Đấy. Nhưng mà ngược lại có những cái câu hỏi của mọi người, người nói là không hề nuối tiếc. Vậy sao cứ lên mạng rồi nói như nọ như kia? Đấy, một cái cũng có thể là một cái sự hoạn huệ, một cái sự gọi là để ý nói là sư nuối tiếc, nhưng mà thực sự là sư không nuối tiếc. Nhưng mà cái việc sư nói là sư phải nói để cho tất cả mọi người biết được, đấy, biết được cái thời mạt pháp này, rồi để lộ rõ nguyên hình của cái người, những cái người mà tu hành cái thời nay mà có cái tâm tham đắm cũng như là có cái lòng ác nghiệp đó. Chứ còn đâu thực ra nuối tiếc là không hề nuối tiếc, bởi vì là sư chia sẻ cho tất cả mọi người, sư nói nhiều từ ngày xưa đúng không? Sư nói là sư ở đây sư rất là tự ti, đấy, sư rất là tự ti. Sư chỉ có ở trong phòng, lủi thủi ở trong phòng, mà khi có khách thì sư tiếp khách. Sư làm việc, sư hỏi xem là cái người khách đó có cái việc gì, sau đó là sư lại vào phòng. Sư rất là tự ti rất là nhiều. Nó rất là nhiều cái lý do, đúng không? Nó nhiều cái lý do lắm, chứ không phải là nó một cái lý do. Rồi khi mà nó xảy ra những cái việc như thế này thì sư nói là sư không hề nuối tiếc, nhưng mà cái việc sư nói thì sư vẫn phải nói, đã là sư chia sẻ cho tất cả mọi người. Còn khi mà tới khi nào cũng có khi tới một cái lúc nào đó thì có thể là mình cũng không nói nữa. Nhưng mà khi mà mình không nói nữa thì mọi người cũng biết được, tức là tất cả thế gian cũng như tất cả ở trên cộng đồng, kể cả bây giờ, nhiều người người ta cũng đã thuộc lòng rồi, nhiều người người ta cũng đã hiểu được tất cả. Người ta thuộc lòng là người ta hiểu được tất cả mọi sự việc. Đấy, người ta, nhiều những người người ta nói là trời ơi, có cái gì thì thầy cũng nói hết rồi. Nó không còn một cái gì để cho thầy nói, nó thầy nói hết rồi. Bây giờ thì thầy cứ vui đi, cứ vui vẻ đi. Rồi mình sẽ có cái duyên, tới đâu thì mình sẽ đón nhận tới đó, rồi mình sẽ làm lại. Nhưng mà sư nghĩ rằng là sư cũng không phải là sư nói những cái chuyện đó lên mà sư buồn hay là sư đau khổ đâu, hoàn toàn không buồn, không đau khổ. Nhưng mà cái việc sư nói là sư nói thôi mọi người. Thì sư cũng xin chia sẻ cho mọi người một tí chút, rồi sư tạm biệt tất cả mọi người, để sư cắt cái video mọi người nha. Rồi sư hẹn tất cả mọi người tối nay sư sẽ lên sư hát nhiều hơn. Sư hát thì sư cũng